Loa như thế này, mình đặt loa chĩa thẳng vô cái người mình ngồi như thế này á, mọi người đừng có sợ hú hay là sợ rít hay là như thế nào nha. Thì tại vì mình cũng có gặp nhiều khách là khách bảo là khách sợ đặt loa lên cao như thế này á, bên kỹ thuật viên sẽ làm sao cho ưu điểm nó sẽ nổi trội lên và nhược điểm. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người các vị trí lắp đặt loa, rồi các cách lắp đặt loa làm sao cho phù hợp với bộ dàn karaoke nhà mình. Thật ra thì cái đề tài này mình cũng mới lên ý tưởng gần đây thôi. Lý do là do rất là nhiều khách hàng có gọi điện đến Thiên Vũ đặt câu hỏi là tại sao bộ dàn của mình cũng có chi phí đầu tư cao, cũng được lắp đặt ở một các đơn vị uy tín nhưng mà tại sao vẫn chưa hay và chưa đã. Thì phần nhiều là lý do cách lắp đặt loa nữa. Thế nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ đề tài này để cho mọi người có thể nắm được rõ hơn về cách lắp đặt loa làm sao cho nó phù hợp với bộ dàn karaoke. Rồi, bắt đầu thôi. Rồi, trước khi bắt đầu thì mọi người nắm cho mình hai ý thế này. Đầu tiên nhá, là âm thanh nó sẽ bị suy hao trong quá trình truyền dẫn. Đầu tiên mọi người phải nắm cho mình cái ý đó. Có nghĩa là ví dụ như âm thanh ở một cái loa mình ngồi cách loa tầm độ 3 mét đi ha, thì âm thanh nó sẽ ra khác. Nhưng khi mình ngồi cách loa nó tầm thêm tầm 5 mét đến 6 mét thì âm thanh nó sẽ ra khác. Chủ yếu là âm chép nó sẽ tụt đi. Vì âm chép có bước sóng ngắn thì nó cái truyền dẫn nó sẽ bị suy hao khá lớn. Cái ý thứ hai là âm thanh hay nhất là khi âm thanh mà được truyền dẫn trực tiếp vào tai của mình. Ví dụ như tai mình đây, mình ngồi như thế này, cái vị trí chiều cao của tai mình 1,5 m thì cái loa của mọi người cũng phải đặt ở chiều cao tầm 1,5 m thì âm thanh nó đi thẳng vào tai, thế là lúc đó âm thanh nó sẽ ra hay nhất. Đó là hai ý mọi người trước khi vào clip thì mọi người nắm cho mình. Rồi, vào đề tài thôi. Đầu tiên là đặt loa. Thế mọi người có thể đặt loa trên bàn, trên chân loa hay như là đó, thì ưu điểm của nó sẽ là không có phải treo khoan đục gì hết trơn á. Mọi người cứ đặt loa trên bàn rồi mọi người câu dây vô là xong. Giấu dây loa rất là dễ, nói chung là nhìn bộ dàn rất là thẩm mỹ. Thứ hai nữa là nếu mà mình đặt loa, có nghĩa nếu có nhu cầu rời dàn đi chỗ khác á, thì nó cũng dễ nữa. Thì nó chỉ việc bê cái loa, rút dây bê loa đi thôi đó, không phải làm nhiều thao tác, không phải bắt thang này kia. Đó là những cái ưu điểm của mình khi mình đặt loa. Thế còn mà nhược điểm là sao? Nhược điểm đầu tiên của cái việc đặt loa là gì? Bàn tivi của mình nó phải có đủ chỗ. Hoặc nếu mà mình cái bàn tivi của mình không có đủ chỗ đặt loa thì mình bắt buộc mình phải mua thêm chân. Thứ hai, cái nhược điểm thứ hai như mình nói á, có nghĩa là âm thanh nó truyền trong môi trường nó sẽ bị suy hao. Nên là nếu cái kệ, chẳng hạn như cái kệ tivi bây giờ nó chỉ chiều cao tối đa mình nghĩ nó chỉ tầm 1,2 m trở xuống thôi, thì lúc đó cái mình ngồi hát á, mình ngồi hát cũng phải chiều cao ở cái sofa nó cũng chỉ tầm 1,2 m thôi. Tuy nhiên 1,2 m như thế nhưng mà mình ngồi cách loa cũng chỉ tầm 3 m thôi nha, cùng lắm là 4 m trở lại thôi, thì mọi người mới nghe được đầy đủ chất âm chính xác của cái loa đó nó phát ra như thế nào. Chứ còn nếu mà mọi người ngồi xa hơn mà ngồi đặt trên kệ á, thì âm thanh nó sẽ bị suy hao đi khá là nhiều, đặc biệt là âm chép. Nên mọi người lưu ý cho mình ha. Đó, cái nhược điểm của cái phần đặt loa. Vậy thì khi nào chúng ta nên đặt loa? Khi mà mình ngồi, mọi người ngồi á, cách loa từ bộ sofa đến cái chỗ đặt loa nó chỉ tầm 3 m đến 4 m trở lại thôi. Nếu mà xa quá thì âm thanh sẽ bị suy hao như mình đã nói. Thì và mọi người không có muốn khoan đục gì á thì nên mọi người nên đặt loa. Nhưng mà đặt loa ở vị trí nào cho phù hợp thì nó lại liên quan đến cái ý thứ hai mình nói là âm thanh hay nhất là âm thanh khi mà mình nó đưa trực tiếp vào tai của mình như thế này. Mình ví dụ cho mọi người dễ hình dung nha. Chẳng hạn như mình đang ngồi ở đây, mình từ bộ sofa đến cái loa nó sẽ tầm khoảng 3,5 m đi ha. Thì cái loa mình đặt ở đó vào tai mình ngồi ở đây thì có nghĩa là tai mình đang song song với loa. Đây là một vị trí đặt cho là chuẩn để nghe được toàn bộ âm thanh của cái loa. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình ngồi ở đây thì ok, nhưng mà mình mà ngồi sâu xa khoảng độ 4-5 m nữa thì lúc đó âm thanh nó sẽ bị triệt tiêu chép, nó sẽ bị mất chép đi. Còn ví dụ như mọi người đặt loa mà thấp hơn á, đây bạn quay ở đây, có nhiều khách mình thấy á là khách đặt loa dưới này nè, đặt loa dày nè, đặt loa ngay dưới đất luôn nè, xong rồi đứng dậy hát. Thì thực tế như thế này là âm thanh nó hoàn toàn đi xuống dưới đất nha. Là mọi người chủ yếu là mọi người chỉ nghe âm dội dưới sàn dội lên thôi, chứ hoàn toàn không phải là đây là chất âm của loa. Chất âm của loa muốn nghe được loa này phải rời lên vị trí như thế này, mọi người đứng hát như thế này thì mới là chất âm chuẩn của loa.
nhiều người còn đặt loa cũng cũng hay nữa là đặt loa, còn mọi người nếu mà đặt loa trên tủ đó, tủ cao thì tầm 2 mét cơ, mà cũng đặt loa ngang như thế này luôn, đặt tầm 2 mét, đặt trên cao những cái loa của mình treo như thế này này, mà không hề cụp xuống như bên mình nha. Mọi người để ý nha, bên mình treo loa, đã treo loa lên là mọi người mình sẽ hơi có góc cụp xuống để cho cái loa nó hướng thẳng về phía tai. Có nhiều khách thì đặt loa trên cái kệ và không hề quay xuống luôn, thì khi đó âm thanh thật ra là âm thanh nó chỉ lên trời nghe này, âm thanh nó chỉ trên phía trên thôi, mọi người nghe tiếng dội của trần xuống thôi, chứ thực tế cái đó không phải là cái chất âm của loa đâu mọi người ơi. Mọi người nên đặt cái loa chính xác, nếu đặt ở dưới đúng tầm tai được á thì mọi người đặt thẳng nghe vô đúng tầm tai của mình, còn nếu mọi người đặt trên cao thì mọi người cúp góc loa xuống giùm mình để nó âm thanh nó đi thẳng về phía tai, lúc đó mới ra chất âm chuẩn của loa. Thêm một điều nữa là mọi người đừng có sợ là loa như thế này, mình đặt loa chỉa thẳng vô cái người mình ngồi như thế này á, mọi người đừng có sợ hú hay là sợ rít hay là như thế nào nha. Thì tại vì mình cũng có gặp nhiều khách là khách bảo là khách sợ đặt loa lên cao như thế này á, thì sợ là chất âm nó bị hú này kia, thì điều đó không đúng nha. Hú hay không hú là do mình chỉnh trên vang số, còn cái cách đặt loa nó không ảnh hưởng gì hết. Đặt loa làm sao cho tối ưu bộ dàn nhất, hay nhất, ra chất âm hay nhất đã, rồi còn việc cân chỉnh làm sao cho không hú, làm sao cho bảo vệ loa không bị cháy chép này kia thì là do kỹ thuật viên chỉnh trên vang số. Mọi người nhớ giùm mình nha. Rồi đến phần treo loa. Treo loa thì ưu điểm của treo loa là gì? Đầu tiên khi mình treo lên cao thì mọi người cứ tưởng tượng cho mình góc phủ loa sẽ là một góc phủ cố định, chẳng hạn như góc 60 độ như vậy ha. Thì nếu mà mình đặt gần á thì góc phủ âm nó chỉ ra thế này thôi, thì nó chỉ áp đứng được cho khoảng tầm 3-4 mét thôi. Tuy nhiên nếu mà mình đi ra xa một xíu thì góc phủ âm nó sẽ rộng ra một tí nữa. Đó là hiệu quả của treo loa. Treo loa nó sẽ lợi thế được cái chiều cao của trần đi xuống, thì cái khoảng cách từ tai mình đến cái loa nó sẽ xa hơn thực tế hơn khi mình đặt. Lúc đó góc phủ âm nó sẽ rộng ra, là mình sẽ nghe âm thanh nó đều hơn. Đó, ưu thế của treo loa là vậy, treo loa lên là âm thanh phủ đều hơn, nghe tiếng lớn hơn liền luôn. Tuy nhiên treo loa chắc chắn là có nhược điểm rồi. Treo loa thì đầu tiên mọi người treo lên là rất là khó, nó lắp lên cố định luôn rồi, mọi người đâu có di chuyển được gì đâu. Thứ hai là nếu mọi người muốn có vệ sinh nó này kia thì cũng hơi khó, mọi người phải bắt thay, mọi người lau chùi, chứ còn nó không có để dưới được. Đó, thì đó là nhược điểm của nó. Ngoài ra nhược điểm của nó nữa là mình phải khoan đục chắc chắn rồi. Thêm một nhược điểm nữa của việc treo loa là DJ sẽ hơi khó, thì bởi vì treo lên thì mọi người rất là khó giấu dây. Tuy nhiên cái này thì Thiên Vũ đã có giải pháp rồi, là Thiên Vũ nếu mà mọi người đến Thiên Vũ tư vấn á, mọi người sẽ, nếu mà khách ai là khách hàng Thiên Vũ á thì đều biết rồi, Thiên Vũ là chuyên treo trần thôi. Treo trần thì mình sẽ lợi dụng được cái phần thạch cao, mình sẽ đi luồn dây trên phần thạch cao á, thì mình sẽ giấu được toàn bộ cái dây đó đi. Mọi người có thể xem các bộ dàn mà mình hay lắp đặt á, mọi người sẽ thấy là hầu hết là hoàn toàn không bị lộ dây loa, rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Vậy thì khi nào chúng ta nên treo loa? Khi mà không gian cái lắp đặt của mọi người nó rộng mà nó hơi thoáng một xíu, thường là phòng lắp ở phòng khách á, mọi người thoáng ra bếp á, thì mọi người cần là treo loa lên để góc phủ loa nó tốt hơn, để nó phủ âm xuống đều hơn cho không gian của mình. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta nên treo và khi nào chúng ta nên đặt? Thì mình tóm gọn lại cho mọi người luôn, khi nào không gian mình nhỏ, ngồi gần loa, cách loa tầm 3-4 mét trở lại thì mình nên đặt loa là được rồi. Và thứ hai nữa, mình phải có vị trí để đặt loa nha, có kệ của mình nó đủ chỗ đặt loa, hoặc là mình có nhu cầu làm thêm chân loa, mua thêm chân loa thì mình đặt loa. Ngoài ra mình không muốn khoan đục gì hết thì mình nên đặt loa. Còn nếu mà muốn tối ưu, mọi người muốn tối ưu nhất cho dàn âm thanh của mình thì mọi người nên treo. Thì vì treo lúc nào âm thanh nó sẽ cũng hay hơn. Tuy nhiên mà treo loa làm sao cho đẹp, thẩm mỹ thì cái này sẽ tùy vào từng kỹ thuật viên lắp đặt bộ dàn cho mình nhé. Mỗi phương thức lắp đặt nó sẽ có một điểm ưu điểm và nhược điểm. Bên kỹ thuật viên sẽ làm sao cho ưu điểm nó sẽ nổi trội lên và nhược điểm sẽ gọi là xóa nhòa đi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình có thể giải đáp một số thắc mắc cho những khách hàng đang sử dụng dàn karaoke, cũng như một số khách hàng đang dự định lắp bộ dàn karaoke gia đình tại nhà. Thì nếu mọi người thích
nội dung của mình vừa chia sẻ thì mọi người hãy cho mình một like, share và subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Mọi người có câu hỏi gì thì mọi người cứ đặt comment phía dưới nha, để mình có thể giải đáp thắc mắc mọi người. Còn mọi người cần tư vấn các sản phẩm khác bên mình có kinh doanh á, hoặc là có câu hỏi gì thêm á, thì mọi người cứ gọi điện đến hotline mình để phía dưới, mình có thể chia sẻ và tư vấn mọi người kỹ hơn. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.